Một khán giả xem bóng đá ở Argentina bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của trận bóng khi hạ gục chiếc playcam đang bay của đài truyền hình chỉ với một cú tung cục giấy vệ sinh. Lực nén đã làm chiếc playcam loạn choạng lao xuống đất. Các nhân viên tại sân bóng đã chạy đến để kiểm tra thiết bị. Playcam thường được sử dụng trong các trận thi đấu bóng đá và các môn thể thao khác vì chúng có thể ghi hình tại những góc quay mà máy quay thông thường không thể thực hiện được. Trước khi xem clip, các bạn hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Mùa giải 2021 đã bị chịu ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch mang tên Covid-19. Nhưng không vì thế mà thế giới bóng đá bị bao phủ một màu đen ảm đạm. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trải qua những giây phút thư giãn nhất với những tình huống tấu hài cấp độ cực đại của các ngôi sao sân cỏ để thấy rằng bầu không khí túc cầu vẫn nhộn nhịp và giải trí như thế nào nhé. Ousmane Dembele ngoài việc ra vào bệnh xá còn nhiều hơn đến sân tập thì tuyển thủ người Pháp còn có biệt tài hóa thân thành nghệ sĩ gây cười cho khán giả vào thời điểm có ai có thể lường trước được nhất. Có ai nghĩ được cảnh bản hợp đồng như một cú lừa của Barcelona dám thể hiện sự vui tính đó của mình ngay trong lúc đang phục vụ cho đội tuyển quốc gia cơ chứ? Một cú trượt chân vô duyên khiến cho đến cả đồng đội cũng phải ngửa mặt lên trời khóc than. Dembele đang như kiểu thách thức sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Didier Deschamps vậy. Ôi anh Tài ơi, em cũng sắp chia tay đội bóng rồi, mà sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Rõ ràng số 9 là của thằng Jesus cơ mà, em mang số 10 gần chục năm nay rồi, giỏi thật sự. Đấy, anh em thấy gương mặt kiểu sao lại đề nhầm số của mình của Sergio Aguero là hiểu siêu sao người Argentina đang cay ông trọng tài như thế nào, nghĩ nó tức. Bỏ đi người anh em, tôi không thích quả bóng ấy, nó không hợp phong thủy với tôi. Thế nên là các bác cố gắng chờ ít thời gian nhé, em đi lấy đúng quả bóng hợp mệnh của em cái. Nói vậy thôi chứ thực ra đây là chiêu trò câu giờ trắng trợn của Riccardo Calafiori bên phía AS Roma. Và hậu quả là thanh niên mang áo số 61 này không những bị ăn nguyên một quả bóng vào mặt sau cú ném không nương tay của chú bé nhặt bóng, mà lại còn bị lãnh ngay tấm thẻ vàng vì cái tội dám múa rìu qua mắt trọng tài. Thôi anh Rô ơi, quả bóng nó chưa lăn qua vạch vôi rõ rành rành thế này, lại còn định check công nghệ goal line làm cái gì cho mất thời gian. Thực ra thì đây cũng là giây phút trêu đùa để giải tỏa căng thẳng trận đấu của Cristiano Ronaldo với trọng tài chính điều khiển trận đấu mà thôi, xong lại cười cả làng ấy mà. Cái sự vô duyên với mảnh lưới đối thủ của Timo Werner trong mùa giải năm nay, nó đã phải gọi là đạt đến cảnh giới thượng thừa.
để ý các bác có tin được là ông chủ Abramovich đã bỏ ra cả đống tiền chỉ để thấy cảnh ngôi sao của mình đá thẳng quả bóng ra ngoài khi chỉ cách khung thành có vài bước chân. Đến nước này thì đến cả ông thầy đồng hương Tuchel dù có bạc cả tóc, bạc cả râu cũng đành bó tay. Trường hợp này tôi chịu. Ông không can thiệp, cứ mặc kệ tôi. Bởi vì Kieran Tierney tôi mới học được chiêu mới có tên là tự hủy bản thân mà không cần đến một sự truy cản nào. Vâng, quả tự ngã quắn hết cả chân lại này của hậu vệ bên phía Arsenal cũng chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho những gì pháo thủ có trong mùa giải năm nay. Người ta thì được dự cấp C1, C2 rồi cả C3, mấy anh pháo nhà mình thì chỉ có mỗi viên C sủi an ủi mà thôi. Dù cho đã có mùa giải tạm chấp nhận được với vị trí Á quân tại Premier League chung cuộc, nhưng chắc chắn các Manusians làm sao có thể quên được ở giai đoạn đầu mùa. Đội bóng con cưng với lá cờ đầu Harry Maguire đã tấu hài cho người xem đến cỡ nào. Một pha chuyền về theo kiểu không thể bóp De Gea hơn, sau đó là trực tiếp truy cản người đồng đội Luke Shaw của đội trưởng mang áo số 5 bên phía quỷ đỏ, đã tạo ra cơ hội không thể ngon ăn hơn để Ndombele có được bàn thắng không thể dễ dàng hơn. Vì sao dễ ạ? À? Bởi vì đã có Maguire làm hết. Đã là thủ môn thì đừng nên khống chế bóng quá rườm ra. Đây các bác xem hộ em, cái ông thần này cứ cố phải phô diễn kỹ thuật ra làm cái gì, xong rồi cuối cùng cũng bị nhận bàn thua không thể nào đắng hơn. Quả này thì xác định nhà anh sáng nhất đêm nay rồi nhé anh trai. Ngay trong trận đầu tiên được hít thở bầu không khí gọi là căng như dây đàn tại Ngoại hạng Anh, đến cả trung vệ kỳ cựu như Thiago Silva cũng đã mắc sai lầm chết người. Một pha đỡ bóng lóng ngóng của cựu thủ quân PSG đã khiến cho Chelsea trả cái giá khá đắt khi đoàn quân thiện chiến đến từ London bị tiền đạo Robinson bên phía West Brom dễ dàng chọc thủng lưới. Khi trước mặt bạn đang có tới hai trung vệ đằng đằng sát khí và họ đang chuẩn bị song kiếm hợp bích để đoạt trái bóng từ chân bạn. Wow, thật là một tình thế khó khăn, nhưng rồi tất cả đã trở nên vô cùng dễ dàng khi mà cả hai ông thần ấy đều có pha tự hủy mà ôm lấy nhau nằm sân. Thế là đang từ cảnh không biết phải làm gì tiếp, tự nhiên thanh niên này lại được mở toang cơ hội tiến vào khung thành đối thủ.
Nhưng bước ngoặt vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi được trao phần quà quý giá như vậy, ông thần ấy lại chơi bài lốp bóng cho độc đáo. Thế là quả bóng lại tìm đến trúng xà ngang. Mặc dù vậy, các cầu thủ áo trắng dường như muốn đã giúp thì phải giúp đến cùng, nên gã hậu vệ mang áo số 22 còn lại của đội đã có pha phản lưới không thể lố bịch hơn. Quá may cho thanh niên và quá nhỏ cho đội áo trắng, quả này về trừ lương hết. Vừa rồi là những tình huống vô cùng khó đỡ và hài hước của các cầu thủ bóng đá trong năm 2021. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.